Chào mọi người, trong clip này VnDogger chỉ cách report hosting của một website ăn cắp bản quyền của nội dung của mình. Thì cái bước đầu tiên á, mình sẽ tìm kiếm thông tin liên hệ với lại chủ web để xem cái thái độ của chủ web như thế nào. Mình sẽ yêu cầu gỡ bỏ cái nội dung vi phạm bản quyền. Nếu mà họ đồng ý gỡ bỏ thì không có chuyện gì. Còn nếu mà họ ngoan cố thì mình sẽ xử lý bằng cái biện pháp mạnh tay hơn. Rồi, đầu tiên để mà mình report một cái hosting á thì mình sẽ tìm kiếm coi cái trang web nó đặt ở cái hosting nào bằng cách mình vô cái trang hu.my, rồi sau đó mình sẽ tìm kiếm ở cái phần thông tin của trang web để mình xem coi nó đặt ở hosting ở đâu. Ở đây thì mình thấy được là cái tên miền là GoDaddy, còn cái name server là cái địa chỉ của cái hosting đó. Thì ở đây cái hosting nó tên là Vun. Vun, đây là một cái dịch vụ hosting. Thì mình sẽ đi đến cái trang web của Vun để mà mình tìm kiếm cái thông tin liên lạc. Thì mình sẽ tìm kiếm cái chỗ liên lạc ở dưới cái trang web. Mình có thể thực hiện tương tự những cái dịch vụ hosting khác. Mình sẽ kiếm cái email mà liên quan đến cái copyright, cái appeal, thì mình sẽ gửi liên lạc, hoặc là mình cứ gửi contact. Đây, giống như ở cái trang buôn này thì mình sẽ vô cái địa chỉ này contact, rồi mình sẽ điền cái thông tin vô đây. Appeal DMCA report đó. Mọi người có thể tìm kiếm những cái form liên lạc tương tự nếu mà dịch vụ khác. Thì cái phương pháp chung là như vậy, mình sẽ kiếm cái thông tin liên lạc. Rồi nội dung liên lạc như thế này nha. Mình đăng ở cái mô tả video clip á. Dear copyright, mọi người điền vào cái chỗ trống. Thì cái nội dung này dịch ra tiếng Việt á, nó có nghĩa là tôi tên gì đó, tôi là chủ nhân của nội dung bản quyền được đăng tại link của tôi. Rồi cái đường link mà vi phạm bản quyền, cái đường bài viết mà bản quyền của tôi được đăng tải tại địa chỉ nào đó, mình điền vô chỗ trống. Tôi phát hiện một trang web đang hot tại Vun, nó ăn cắp nội dung của tôi, nó đăng tại địa chỉ này. Tôi liên lạc với webmaster nhiều lần nhưng mà nó không có thiện chí. Tôi đề nghị khóa tài khoản của nó, địa chỉ web của nó, thì mình nhập vô chỗ trống. Rồi sau đó mình sẽ gửi cái nội dung qua cái phần này. Thì trong vòng 3 tới 5 ngày nó đã, đây là cái mail hồi âm của thằng Vun đây. Thì thằng webmaster nó buộc phải xóa cái nội dung vi phạm bản quyền. Đây là một cái cách rất là mạnh tay để xử lý những kẻ mà chôm cái nội dung bài viết hình ảnh của mình á. Nếu mà nó không xóa thì nó sẽ bị khóa cái web của nó luôn, do đó bắt buộc nó phải xóa. Rồi tóm lại, nội dung clip này mình chỉ cái phương pháp chung đó là tìm đến cái mục liên hệ của hosting. Mỗi một cái dịch vụ host nó đều có chính sách bảo vệ cái quyền, chủ quyền, bản quyền, do đó cứ gửi email. Và quan trọng là mọi người có thể tham khảo lấy cái mẫu mail này để gửi cho nó. Trong vòng 3 tới 5 ngày thì sẽ được hỗ trợ xóa cái nội dung vi phạm. Rồi mọi người có gặp tình huống nào đó ở hosting nào đó mà chưa tìm được cái trang liên hệ, có thể comment ở bên dưới mô tả để VnDogger xem qua cái phần mô tả nhé. Mà xem qua cái hosting đó để mình tìm kiếm giúp cho cái địa chỉ để mà liên lạc nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ like và subscribe để cập nhật thêm những cái thủ thuật hữu ích trong cái việc mà bảo vệ content của mình.